là lâu rồi mình chưa quay về cái ngôi nhà thân yêu của mình mấy bạn ạ. Mấy bạn biết tại sao không? Chắc là bạn nào xem video trước thì chắc các bạn cũng biết rằng là trong nhà của mình hiện tại là đang có một thằng trẻ trâu, em trai của Sammy. Nó đã phá nát ngôi nhà của mình, sau đó đuổi mình ra khỏi nhà luôn các bạn ơi. Bây giờ mình không biết cách nào để mình về nhà cả, nhưng mà không sao cả. Hôm nay mình đã biết cách rồi anh em ạ. Tại vì sao? Bởi vì có rất nhiều bạn fan đã cơ mình chỉ cho mình rằng là cách để có thể tiêu diệt được thằng nhóc con này, cho nên bây giờ mình đã tìm ra được cách rồi. Ok ok. Khoan, từ nãy giờ hình như mình quên gì không ta? À, mình quên chào mấy bạn. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đây bạn ơi. À, ok rồi, thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái cách nào để mình có thể tiêu diệt được thằng nhóc con này nha. Mấy bạn hãy xem đây, đây. Mình sẽ mở kho đồ của mình lên cho bạn xem nè. Đây mấy bạn coi nè, trong kho đồ của mình hiện tại là bạn xem nha, mình đang có một cái skin rất là xịn luôn bạn ơi. Kéo xuống dưới nè, đây thấy gì không? Xin giới thiệu bạn, đây chính là skin robot cá sấu các bạn ơi. À, nó có thể biến được thành con cá sấu luôn nè, ghê chưa? À, bởi vì vậy cho nên là bây giờ mình đã quyết định rồi, mình đã mua cái skin này các bạn ạ. Các bạn biết mua làm gì không? Bây giờ mình sẽ biến hình cho bạn coi nè. Khi mà mình biến thành cái skin của con robot này nè các bạn, thì mấy bạn có thể thấy rằng là mình, người của mình đã biến thành sắt rồi. Có nghĩa là mình sẽ không sợ lửa nữa. Ô, mà khoan, hình như nó hơi sai sai đúng không? Ê, tính ra là sắt vẫn có thể bị nung chảy bởi lửa, nhưng mà không sao cả. Bởi vì mình là robot cá sấu. Mà cá sấu thì sống ở đâu? Cá sấu sống ở dưới nước, cho nên là cá sấu không sợ lửa các bạn ơi. Bạn coi mình biến thành cá sấu cho bạn coi nè. Boom, chiu đó. Bây giờ mình biến thành con cá sấu nè, mình có thể bò vòng trong ngôi làng luôn, ghê chưa, ghê chưa ấy. Ok thì bây giờ nè bạn, mình sẽ biến thành con cá sấu để mình vô trong đó mình tiêu diệt cái thằng nhóc trẻ trâu này nha các bạn nha. Và trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt thằng trẻ trâu thôi nào anh em ơi. Ok ok. Ai, cái thằng trẻ trâu này kìa, mày chết với tao. Ơi bạn coi nè, nó đốt banh chành cái nhà của mình luôn rồi, cái nhà mình hư luôn các bạn ơi. Tức quá mà. Để mình kêu nó xuống đây coi. Ê, cái thằng trẻ trâu, thằng trẻ trâu ơi. Ai kêu ta đâu? Có ta đây. Nhầm 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 nhầm. À, thấy rồi kìa. Thằng trẻ trâu, xuống đây nói chuyện xíu coi. Nhanh lên. Nhìn ngươi sao quen quen vậy ta? Quen quen lạ lạ gì? Cái tên Phong cầm mập như con heo đây nè. Trời ơi các bạn ơi, thằng nhóc này nó láo ghê luôn á. Tập trước nó cũng kêu mình là con heo biết bay, bây giờ nó kêu mình là con heo nữa nè. Trời ơi, trong khi mình là người đẹp trai chứ, mình là gọi là người đẹp trai nhất Hero Team mà nó dám kêu nhìn mình giống con heo. Trời ơi trời, tức quá mà không thể là chấp nhận được. À, xuống đây coi thằng nhóc, nhanh lên. Tưởng làm gì? Tưởng đây ta nói chuyện với ngươi à, ta đã gọi là có thể gọi là tiêu diệt được ngươi rồi. Xuống đây nhanh lên. À thế à? Ồ, tiêu diệt ta, ok ta xuống liền cho ngươi xem nè. Hãy cha. Nè, cái thằng nhóc con kia, bây giờ nha, anh cho em 3 giây để chịu thua, anh sẽ tha tội cho. Còn không á, thì biết tay anh, hiểu không? Ôi trời ơi. Trời đất ơi, quay con heo nói chuyện kìa, trời đất ơi, nhìn kìa. Nhìn là biết lấy ghét rồi. Ngươi làm sao mà thắng được ta được? Ta, ngươi biết ta là ai? Ta là thần đồng, hiểu chưa? Ta luôn luôn sẽ là người thắng. thần đồng na cha cái kiểu ha. Ta coi trong truyện tranh ta thấy là na cha biết phun lửa, ngươi cũng biết phun lửa luôn, là tao biết ngươi là na cha rồi á. Bởi vậy cho nên á là ta hôm nay đã chuẩn bị cho ta một bộ giáp robot cực kỳ mạnh mẽ, không sợ lửa, không sợ nước, không sợ sấm sét, không sợ gì hết, để cho bay tiêu diệt ngươi nè. Làm cho tao tin mấy cái này là đồ nhôm đồ nhựa cái gì, xuống tay của lửa sẽ chết thôi. Cha thế nè. Trời ơi, trời ơi, mạnh vô, chọi mạnh vô. Ủa? Chọi mạnh vô. Trời ơi, nhẹ nhàng quá vậy. Ủa cái tên kia, ngươi đang sưởi ấm cho ta hả? Ngươi đang gãi ngứa cho ta hay gì? Ta không thấy bị đau hay gì hết trơn à. Còn bây giờ hãy xem đây, robot biến hình. Ủa gì vậy? À, đã biến thành con cá sấu rồi. Bây giờ bây giờ ta biến thành cá sấu rồi, ta có thể ăn thịt ngươi bất cứ lúc nào. Ngươi nhìn cái bụng của ta nè, thấy cái bụng ta bự không? Ta nuốt ngươi vô bụng ta luôn. À, đứng lại. Đừng có đuổi ta, gớm quá. Đứng lại. Ê, chạy hả? Sợ cho thằng nhóc chạy hả? Còn nữa nè, không chỉ có nhiêu đó không nhau nha. Hãy xem đây. Rồi, gậy phép thuật của robot cá sấu triệu hồi sấm sét. Bùm. Đau quá à. Không chơi đâu, không chơi. Cái gì đau dữ vậy? Trời ơi.
cái thằng nhóc con này, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta là học sinh giỏi của môn vật lý, cho nên ta biết rằng là lửa không thể nào mà đấu lại với điện được, cho nên ta đã sử dụng cây gậy triệu hồi sấm sét để tiêu diệt ngươi. Bây giờ ta còn có thêm một thứ nữa nè, đó chính là cây cung làm bằng nước. Ê! Đứng im nè. Chết nè. Tao biết lỗi rồi, tao biết lỗi rồi. Đau quá. Bắt nạt con nít. Bắt nạt con nít cái gì? Bắt nạt con nít. Con nít nhỏ mà hỗn láo thì cái này tao phải trừng trị, ngươi hiểu không? Bây giờ nè, ngươi chịu thua chưa? Biết rồi. Tao chịu thua được chưa? Chịu thua rồi, đúng không? Nhà rồi đó. Chân đi vào nhà rồi, tao về nhà rồi. Đứng lại. Đi đâu? Đi chửi con cái. Quay lại đây, ta nói cho ngươi biết nè. Ngươi đã gọi là đốt ngôi nhà của ta rồi. Bây giờ ngươi kêu ngươi trả là trả hả? Còn lâu, ngươi vô sửa đi ngôi nhà của ta cho ta nhanh lên. Nhưng mà ta đâu biết sửa đâu. Từ bé đến giờ ta chỉ có ăn với ngủ với chơi, ta đâu có làm được cái chuyện này đâu. Bây giờ nha, ta nói nè. Một là sửa nhà, hai là ta biết thành cá sấu, ta nuốt ngươi vô bụng ta luôn. Rồi, biết rồi. Ta sửa. Sửa lại nhà nhanh lên. Không ngờ một ngày mà ta phải nhục nhã thế này sao. Nhục quá mà. Con nít con nôi mà hỗn láo hả? Sửa nhà lên, ta ra ngoài đây, ta đi vòng, ta đợi ngươi á. Sửa lại nha, cái cửa này gắn lại luôn cho ta nghe chưa? Biết rồi. Mấy bạn ơi, vậy là thằng nhóc này đã bị mình trừng trị rồi mấy bạn ơi. Ok, bây giờ mình đợi nó sửa nhà của mình rồi sau đó mình vô mình kiểm tra coi. Hay, đúng là bộ giáp siêu mạnh, có thể biến thành con cá sấu. Thôi mà thằng nhóc này đúng là con nít ha. Con nít nó nhìn thấy mấy con gì mà nhìn to to sợ sợ như con cá sấu ấy nè. Có hàm răng gọi là có thể cắn rồi là nét hết tất cả mọi thứ. Đó, có thể nuốt được nguyên con dâu vô trong bụng luôn. Thôi thằng nhóc nó sợ rồi mấy bạn ơi. Hay, thôi để nó coi nó sửa nhà sao đây. One eternity later. Hay, cái thằng nhóc này làm gì mà lâu dữ vậy ta? Ê, nhóc con sửa xong chưa vậy? Nhìn ta đây thôi, ta không biết xây nhà đó. Ta tự xây nhà khó thế nào, thế ra dễ ồn. Thôi bây giờ kiểm tra coi. Cái gì vậy? Sao tự nhiên cái cửa bằng gỗ không để, tự nhiên để cái cửa bằng sắt vô làm gì? Trời ơi trời. Trời. Cái gì vậy? Wow, đẹp đúng không? Đẹp cái đầu của ngươi á. Trời ơi thằng nhóc này. Thằng nhóc con. Ai bắn rồi? Cái làm gì đâu mà cứ bắn rồi vậy? Ngươi xem nè, cái sàn nhà của ta đang đẹp mà tí ngươi xây cái gì mà tùm lum tùm la y như là bị ghẻ vậy á. Chỗ màu nâu, chỗ màu đen, chỗ màu trắng, chỗ màu vàng cái gì vậy? Sửa lại nhanh lên. Ủa? Không phải là lấp là được rồi mà, ngươi có bà là trùng màu đâu, cái bà là lấp lại cho ngươi thôi mà. Đúng rồi nè, lấp lại. Ta nói cho ngươi biết nha, sửa nhà cũng phải sửa sao cho đẹp nha, chứ sửa xấu xấu thế này nè, biết tay đặt. Nghe chưa? Biết rồi. Đau quá, bắt rồi. Sửa lại đi nhanh lên. Biết rồi. Màu này chứ gì? Đúng rồi, cái màu này nè, màu vàng vàng này nè, nhanh lên sửa lại. Thằng nhóc con này, lần sau mà còn phá làng phá sớm thế này nữa là biết tay ta nghe chưa? Ủa mà, ngươi có biết Sammy đi đâu sáng giờ không? Hôm bữa giờ ta không thấy Sammy về nhà luôn để trừng trị ngươi nè. Ngươi dám ăn hiếp ta hả? Ngươi không biết ta là bạn trai của Sammy hả? Láo, nhóc con mà láo. Rồi, ok, sửa như thế này là nhìn là ổn rồi đó. Uầy, chỗ này còn cục nè. Trời, này không sửa nè. Nhanh lên. Biết rồi, khổ ghê à, được chưa? Rồi, được rồi, nhìn đẹp rồi đó. Rồi, ok, bây giờ ra ngoài đây nhanh lên. Ra ngoài đây, ta có chuyện gọi là muốn nhờ ngươi nè, ra ngoài đây. Mệt quá à, sáng giờ chưa ăn được mấy quả chuối, ăn được nải chuối à, bắt làm mồi. Trời ơi trời, mày ăn nhiều rồi, với cái mập như con heo rồi, còn mày đặt đòi ăn nữa hả? Trời, mấy bạn ơi, mấy bạn có nhớ gì không? Trong tập trước á, thằng nhóc con này nè, nó dám gọi là sai mình leo lên trên cây chuối này để hái cho nó một quả chuối, xong đầu nó còn chửi mình là con heo biết bay nữa. Mình tức quá cho nên hôm nay mình sẽ bắt nó leo lên. Ok, mấy bạn biết tại sao không? Bởi vì thằng nhóc này nó là thần đồng, có nghĩa là nó là một vị thần, cho nên là nó sẽ chỉ bị thương, bị đau thôi chứ nó không có chết được, cho nên là mình sẽ tìm cách để mình cho nó, bạn ơi. Ok. À, nhóc con leo lên cây chuối này hái quả chuối cho ta coi, nhanh lên. Mày bị điên à? Trời đất ơi, ngươi bị điên không? Ta lùn thịt như thế này nè, trèo lên cây chắc bữa năm mới lên, ngươi nhìn nè, cái khúc cổ đó tao cũng chưa bằng nè, cái sắp bằng luôn nè. Vậy hả? Vậy hả? Bây giờ ngươi nói là ngươi lùn quá, ngươi leo không được đúng không? Đúng rồi. Vậy giờ có leo không? Leo. Biết rồi. Rồi, tao leo. Tao leo được chưa? Leo lên nhanh lên. Trời quá à, tao lấy khúc gỗ leo được không? Tao đặt này lên được không? Không được, ngươi, tao bắt ngươi là phải leo lên bằng cái cây ra. Nhanh lên. Trời quá à, leo thì leo.
Trời, nhanh lên, cái gì mà chậm chậm vậy? Từ từ, nó leo từ từ. Các bạn coi thằng khác, thằng nhóc nó leo kìa các bạn. Ôi trời, nó leo chậm rì luôn các bạn ơi. Ôi trời, nhanh lên xíu thằng nhóc, ta bắn cái cung vô đít ngươi nè. Này thì ngu à. Ok, mấy bạn ơi, mình có cái trò này vui hơn nữa bạn. Bây giờ nha, mấy bạn có cho coi coi trong gọi là gì ta, cổ tích tắm cám không? Khi mà cô tắm leo lên trên cây câu á, xong ở bên dưới bà mẹ của cám sẽ chặt cây câu đó. Ok ok, bây giờ mình sẽ thử chặt thằng nhóc nha. Ừ, nó bay leo lên cao quá kìa. Ok, à mà khoan nè, mình nói này nha bạn nha, mấy bạn không nên bắt chước theo cái hành động này nha bạn nha. Cái này là game cho nên là mình mới làm được thôi, chứ bạn ở ngoài đời thật là người ta leo lên cây là bạn không được chặt cây đâu nha. Người ta té ta bị thương á, nghe chưa? Không được làm theo ở ngoài đời, nghe chưa? Không có chuối trên này, nghe kỳ dữ vậy. Không có hả? Không có gì, xuống đi, xuống dưới đi. Ui nó rơi kìa. Bụp. Trời ơi. Trời ơi. Biết đâu rồi hả? Chủa, ta tưởng ngươi là thần tiên, không biết đâu là gì chứ. Tiên cũng là con người mà, cũng biết đâu chứ bộ. Vậy hả? Đâu à. Vậy thôi được rồi, bây giờ nè, trong lúc mà đợi Sammy về á, thì ta phạt ngươi úp mặt vô tường, đứng ở trong đó, đợi khi nào chị Sam về, chị Sam sinh thì ta chị cho Sam sinh cho ngươi gọi là được tha thì ta mới tha cho ngươi, còn bây giờ ta bắt ngươi phải úp mặt vô trong tường, nhanh lên, úp mặt vô tường. Này, bắt ta lên trên cây cũng là quá, bây giờ bắt ta úp mặt vào tường là sao vậy? Dạ, có nghe không? Sáng mà. Dạ, nghe lời không? Nghe lời không? Hả? Chuẩn cho cái gì? Nhục nhã quá. Đứng ở đó nghe chưa? Không được đi đâu hết đi chưa? Rồi. Trời ơi bạn ơi, bây giờ cuối cùng thì mình có thể bắt nạt được thằng nhóc này rồi. Hay thôi bây giờ mình đợi cho Sam về đi. Khi nào Sam về, Sam xin phép cho nó được tha tội á, thì mình mới gọi là cho phép nó. Chứ bây giờ mình sẽ bắt cho nó gọi là bị phạt mọi người ạ. Tại thằng nhóc này nó láo quá, còn nhỏ mà dám hỗn láo với người lớn. Hay. Rồi đứng ở đó nghe chưa? Không được đi đâu hết nghe chưa? Được rồi. Trời ơi trời, thằng nhóc này nhìn nó cũng dễ thương các bạn, nhưng mà nó láo quá. Hay. Thôi được rồi anh em ơi, vậy là coi như là mình đã gọi là bắt nạt được thằng nhóc này rồi, coi như là gọi là nó cũng đã biết lỗi rồi. Thôi chắc là mình tha cho nó đi ha. Mà khoan, tha như vậy thì quá đơn giản. Từ từ để mình kiểm tra coi, mình coi mình có gì gọi là vui vui nữa mình cho nó tiếp không. Thằng này hài quá. À đây, có cái đầu con quái vật nè. Hay là bây giờ mình sẽ thử mình đội vô nha các bạn nha. Mình thử mình đội vô xong mình hù nó xem. Bạn coi nè. Ơi mình đội cái đầu con quái vật cho xong cái mặt của mình nhìn nó y như con heo vậy các bạn. Ủa, mà khoan, Steve mình tự nhận mình là heo ta. Ê, không phải nhầm. Ok, mình đội cái đầu con quái vật vô nhìn ghê thiệt luôn các bạn. Bây giờ mình thử chọc thằng nhóc mình thử nha. Ok ok, để mình lại mình hù á. Hù nó bảo đảm nó sợ chạy luôn nữa các bạn, mày coi nè. Thằng nhóc kia. Ai vậy? Thằng nhóc kia. Ta nè. Ta nè. Yêu quái. Quái. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại cho ta. Con bị nhà đây. Trời ơi bạn ơi. Ủa kỳ ra thằng nhóc này nó tự nhận nó là thần đồng mà ta, nó tự nhận nó là một vị thần mà sao tự nhiên nó bị mình hù có một cái xong chạy mất tiêu rồi. Ủa thần mà cũng sợ yêu quái, cũng sợ ma nữa ta. Ủa kỳ à. Ok bạn ơi, thôi chắc cho nó vậy là đủ rồi. Thôi chắc mình không cho nó đâu, mình phải đi kiếm nó về, không phải nó Sam giết mình luôn á. Ok bạn ơi, thì coi như hôm nay là mình đã trả thù được thằng nhóc trẻ trâu rồi. Thì anh em thấy gọi là có vui không nào? Và anh em thấy thằng nhóc trẻ trâu này bị trừng trị như vậy có đáng chưa? Thì bạn nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mình về nhà. Nhà mình bên đây mà, mình đi kiếm nó mới đúng chứ. Đúng rồi, phải đi kiếm nó thôi, không chạy mất tiêu sao, biến thành con cá sấu chạy cho nhanh bạn ơi. Ok rồi, chạy đi kiếm nó coi. Thằng nhóc con này.